Tiếp tục vào việc anh chị ạ. Hai dãy nhà trọ của anh chị ơi. À, nói chung là em thấy rẻ nên em sẽ ghi hình cho anh chị mình xem nhá. Trời hôm nay gần mưa nên là quay phim nó hơi xấu một xíu, nhưng mà hai dãy nhà trọ này thì rẻ thật. À, mỗi dãy 2 tỷ 300 triệu thôi anh chị ạ. 86 mét vuông sổ hồng riêng nhá, hai sổ riêng biệt. Anh chị mình mua một hoặc hai đều được, nhưng mà tốt nhất thì mua hai thì nó vẫn hay hơn. À, ngang 8 mét tổng quý chị. À, mỗi sổ là ngang 4 mét, hai sổ ngang 8 mét. À, chỗ đây là phường An Phú, thành phố Thuận An thưa quý anh chị. Nhưng mà chỗ này là một bên đó là thành phố Di An, một bên thành phố Thuận An. Bên đây là thành phố Thuận An đó quý chị. Còn bên này đường này là thành phố Di An. À, đây, đi ra đây đúng 100 mét không tới quý chị. Đây này, một đường thẳng này quẹo cái là tới luôn, là đường Lê Hồng Phong. Đường Lê Hồng Phong quý chị nhá. Đường Lê Hồng Phong là của thành phố Di An đó quý chị. Đó, tính ra mình đi ra Di An ra đường Lê Hồng Phong đây là 100 mét thôi quý chị nhá. Hướng này mình ra ngã tư Chiêu Lưu ra chợ Đông Thành quý chị ha. 1 km, đúng 1 km anh chị ha. Cái đường này đường bê tông, đường thông hai đầu luôn, bao đẹp luôn quý chị nhá. Đây, hai dãy nhà trọ mình đây. Hai dãy nhà trọ này, tổng là 12 phòng anh chị nhá. Thì để em sẽ quay trước cái con đường này cho anh chị mình xem. Hướng này. Hướng này là mình ra đường Trần Quang Diệu quý chị, ra vòng xoay An Phú 1 km ha. Ra chợ Thông Dụng, đường này ra chợ Thông Dụng luôn, lại cái đường X1, đường X1 của đường Thông Dụng đây quý chị này. Đi lại đây khoảng tầm 200 m là sẽ gặp cái đường X1 của chợ Thông Dụng quý chị. Còn chạy ra chợ Thông Dụng quý chị ơi, 500 m thôi, 500 m nha. Đó. Nếu mà anh chị mình ra vòng xoay An Phú, ra cái cổng sau của khu công nghiệp V-Ship 1 á quý chị, là 1 km anh chị nhá. Đó, nếu mà ra vòng xoay An Phú, ra cổng sau của khu công nghiệp V-Ship 1 là 1 km. Cái đường này đường bê tông, đường thông. Ở đây khu dân cư người ta ở kín đúng quý chị không? Đô thị hóa hết rồi, xây kín hết rồi. Thành phố Di An và thành phố Thuận An là hai cái khu vực, hai thành phố mà có sự đô thị hóa rất là cao của tỉnh Bình Dương quý chị nhá. Hai dãy nhà trọ em Hải đăng ghi hình để cho anh chị mình tham khảo đây ạ. Đây quý chị nhá. Đây, chính xác là hai dãy này. Tổng ở bên trong là 10 phòng và hai ký ốt này là tổng là 12 phòng quý chị nhá. À, nếu mà tổng là 12 phòng thì bên chủ đang báo lại là thu nhập 15 triệu một tháng anh chị nhá. 15 triệu một tháng nhá là thu nhập nhá. Thì ở đây là hai sổ riêng biệt. À, mỗi sổ ngang 4 mét và dài 21,5 m. Tổng hai sổ. Nếu mà tổng hai sổ là ngang 8 và dài 21,5 m quý anh chị nhá. Đấy. Thì bán ở đây là bán lẻ, bán cặp được luôn. À, anh chị mình mua lẻ thì 2 tỷ 300 triệu mỗi lô, là ngang 4 mét và dài 21,5 m. Tính ra tổng là 86 mét, 60 mét thổ cư mỗi lô quý anh chị nhá. Đó là 2 tỷ 3. Còn nếu mà bán tổng cả hai cái này là 4 tỷ 6. 4 tỷ 6 thì là ngang 8 mét, dài 21,5 m. Tổng là 172 mét và có 120 mét thổ cư. Đó, tại vì mỗi lô là có 60 mét thổ cư mà quý chị ha. Hai sổ luôn, hai sổ riêng biệt luôn. Đó. À, hướng này thì ra đường Lê Hồng Phong thì ngay đây rồi ha, tầm 100 mét thôi. Đường thì thông hai đầu. Đó, rất là đẹp quý chị. Thì cái này chủ yếu là bán đất là chính quý chị nhá. Ở đây mà 86 mét vuông mà bán đất 2 tỷ 3 là rẻ rồi quý chị nhá. Đó, nhưng mà đây thì có thêm dãy nhà trọ. Và giá này là còn thương lượng anh chị ơi. Giá còn thương lượng, đâu phải là giá bán đâu ạ. Giá này chỉ là chào thôi. Nếu mà anh chị thiện chí mình cứ trả giá ha. Hoặc anh chị muốn gặp trực tiếp chủ, alo ngay cho em Hải, em sẽ dẫn anh chị mình gặp chủ nhá. Đó, còn trên tinh thần là giá chính chủ, mua bán chính chủ, gặp trực tiếp chủ, thông tin là đầy đủ và minh bạch. Em Hải kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản là chuyên nhà đất thành phố Di An, thành phố Thuận An, nên là bên em có rất là nhiều nhà đất để chào bán quý anh chị nhá. Ngoài ra bên em còn làm thêm khu vực thành phố Thủ Đức, thành phố Biên Hòa, thành phố Tân Uyên. Đó. Còn hai khu vực chính là thành phố Di An và thành phố Thuận An quý anh chị nhá. Còn đây là bất động sản này là tại phường An Phú, thành phố Thuận An. Thông tin em Hải đưa là đầy đủ chính xác, đường bê tông, đường thông. Dãy nhà trọ này là hai sổ. Hai dãy hai sổ. Bán lẻ cũng được, bán cặp cũng được quý anh chị ha, tại phường An Phú, thành phố Thuận An, gần đường Lê Hồng Phong của thành phố Di An, gần ngã tư Chiêu Liêu và chợ Đông Thành 1 km. Đó. Nếu mà bán tổng cả hai cái này là ngang 8 và dài 21,5 m, tổng là 172 m và có thổ cư 120 m, giá 4 tỷ 6, giá thương lượng quý chị nha, thương lượng quý chị, anh chị yên tâm. Mua bán với em Hải là giá cả thương lượng, à, giá chính chủ, hỗ trợ ngân hàng thoải mái luôn. Rồi em Hải xin cảm ơn anh chị.